Tại sao tiếp tục quay trở lại với trận thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền World Cup mở rộng năm 2022. Đinh Văn Phương. Như vậy điểm số đầu tiên thuộc về cầu thủ Mỹ Anh. Vâng, cảm ơn bạn đã chi ra theo đến máy tính thế là như là không đăng ký kênh thì không like không comment được có thể những comment được rồi thì bấm like nhưng mà rõ ràng tinh một chút thì nhân ta lên hai anh em vừa hòa và đinh văn đối đầu với nhau thôi hợp lý. Ngoài sân. Sắp đáng tiếc là cho đội chủ của Kim Lan trong nhiều một trận tuyển quá tuyệt vời như thế. Đã nhiều lỗi cho đội cắn. Nhưng đáng tiếc rằng trận hải là cái bóng đi ra ngoài. 2-1 dành cho đội chủ của thời gian đầu của họ. Sao mà? Bây giờ thì là một người bóng đá công tinh đối với lại Kim Lan Phương. 3-1 rồi. 3-1 dành cho đội chủ của thời gian đầu của họ. Thêm một điểm số nữa cho giày sao vàng 3-1 ở trận thi đấu thứ hai. Xin chào anh em trở lại trong đội bóng của Đinh Văn Thịnh. Chúc cho em và tất cả những cổ đang theo dõi về những cái mà âm ăn sang thịnh vượng gặp nhiều may mắn đấy cũng có thể nói là trận đấu cuối cùng trong năm 2022 rồi. Những người người xem khổ tiếp tục là pha cho bóng tốt của Bùi Văn Cường. Không hiểu nổi cho mà thì em nghĩ anh ở set 2 này thằng set 1 rất tròn giả tưởng đâu sẽ gặp cuộc ở set 2 tức bực lại là một thế đấu 1-1 dành cho giày sao vàng ở 5 điểm số đầu tiên cả 5 điểm số đều dành cho giày sao vàng giải gây bước 1 rồi. Và đây cũng một trời cứng. Vậy là đã có điểm thứ hai nữa anh. 2-0. Trận đầu tiên thì rất bất ngờ. Áo đỏ của anh chạy cắt đỡ. 2-5. Sân này được chuyển vào ngoài sân vận động mọi người ạ. Các bạn rất là cỏ. Tốt lắm. Tốt. Giày sao vàng 6-2 cho giày sao vàng. 6-2 giải 4-4 miền Nam thì đánh bằng ở Bình Phước Đồng Xoài. 3-6 chia sẻ với mọi người là đi quay giải như thế này một mọi người yêu quý không còn gì tuyệt vời hơn. Và đá bóng tốt của Tổng Di Tuyến. Tân Di Tuyến 13 ở trong màu áo của quân đội quân đội vừa lên vô vô địch tại giải Đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức tại Quảng Ninh thì rõ ràng và đá bóng ngoài sân của Bùi Văn Cường. Điểm số được rút ngắn còn 4-7 cầu thủ. 3 điểm số dành cho Áo Phà.
Hai Bùi Đinh Văn Trị 81 và xử lý rất nhanh và hiệu quả của số 6 chàng thứ hai rất là đặc biệt Đinh Văn Trị chàng thứ hai nhưng có khả năng tấn công cũng chẳng thua các chủ công cả. Sau được quả chàng bên phía đủ dài sau vâng. Chín bốn rồi. Đúng rồi là 9-4 nghiêng mà cầu thủ áo vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt ơi nhớ cầu vào. 15 rồi. Ok ok ok. Và bóng tốt của đội truyền Lê Huy Phương. Đây là một hộp pháo cực kỳ chất lượng đến từ Tinh Vi Anh. Đang chơi trẻ sinh năm 2002 đến từ quê hương Thái Nguyên, Thành Thành, Thanh Hóa. Đang là trụ cột của câu lạc bộ Hòa Tĩnh với vị trí đối diện. Anh đang thi đấu. Tiếp tục là trận bóng tốt của cầu thủ Mỹ Anh. 12-15 rồi. Sao? Chúng ta điểm số rồi. Vinh Thành Phương và Thanh Trà cũng như là Minh Tiến đang làm mọi cách để có thể chặn đứng được dây vô địch của Bùi Cường. Ôi, ở trận đấu thứ hai, một áo đỏ đã xuất sắc đánh bại áo vàng. Và đây là trận hai. 16-12 dành cho đội tuyển Sao Vàng. Trao
mọi người yêu vẹn mến vẹn mà cảm thấy vui và chặt hai mươi điểm sáu mươi bảy cho các trận chạy đến phía của rồi sao ạ năm trăm ngàn một tuyệt vời của đội tuyển ôi trời ơi rồi dài sao vàng đủ chưa thành công bây giờ chúng ta đang thấy được rằng là những trận chạy đến phía của đội tuyển của đội tuyển tây bằng họ đứng tung nhàng qua những trận đấu tây nghe thả ở vòng bảng và trận là trận bán kết đội bảng hai mươi rồi OK, ba hai một sáu. Chưa qua được hàng trận thứ mấy anh? Và đội của Bùi Văn Cường. Bùi chưa? Lần này là chúng ta bàn đã bàn cái gì? Chúng ta vừa mới sao qua? Và cái trò tạo ra đó. Chúng ta đang đến một trận chung kết. Mười tám người xem rồi, cảm ơn anh em. Mong là người cảm xúc đúng không ạ? Ba trăm mười lăm like rồi, tuyệt vời. Hết thời gian rồi, tái rồi sẽ vào được tiếp tục trong trận đấu của một thi đấu thứ hai trận chung kết đã thay tăng sức với đội giải bóng Việt Nam với các đội bóng năm 2022. Chúc phạt trong tem của trận không ạ? Một bóng tốt rồi đó anh. 19-20 thử Mỹ Anh. Rất bất ngờ, cầu thủ Mỹ Anh đã có một giây lên điểm rất ấn tượng. Lần này thì Bùi Văn Cường đã có pha được bóng tốt. Tỷ số được nâng lên 21-19. Cái gì khó có cường cả mọi người ạ. Bỏ về đây. Đi đây, quay về phía này. Đúng rồi, mặc dù đang bị dẫn 1-0 nhưng mà rất nhiều người vẫn tin tưởng vào. Đúng rồi, đúng rồi. Trong sân. Thêm một điểm nữa. Sao em ơi. Đánh 5 xét cho mai. Và xử lý rất hay của thêm một điểm thôi nữa cho Mỹ Anh. Cầu thủ Mỹ Anh. Các bạn hồ hộp. Nếu như Mỹ Anh thắng được 2 set thì lần đầu mới cái thứ hai. Đi bóng tốt của Bùi Văn Cường. Điểm cho chạy sao vàng. 23-19. Tỷ số lúc này là 23-19. Mày hình như là mất tiền rồi mọi người. 20. Thủy Dung là cho rất nhiều em nhỏ. Rồi chú thủ gây sao vang. Rồi thì Bùi Văn Cường đã có pha đá bóng rất đáng tiếc. Số được nâng lên là 21-23. 21-23. Bây giờ sẽ là pha phát bóng của tất cả. Chạy lên, xin tiếp đây. Bùi Văn Cường. Của Bùi Văn Cường. 24-21. 24-21. Thì rất kinh nghiệm của thầy giáo ấy. Tỷ số được chốt từ con số 25-21. Trận đấu tỷ số trận đấu lúc này là 1-1. Ta nên trở lại với trận đấu là chỉ xem với trận đấu này vui vẻ thôi mọi người không nên so sánh một đội bóng nào.
nào hoặc là cá nhân nào rồi. Chúng ba bạn tiếp tục quay trở lại với sân vận động Phú Cát Vân Du, thay cảnh Thanh Hóa. Và đây là những diễn biến ở trận đấu thứ ba, trận chung kết giải bóng chuyền Phú Cát mở rộng năm 2022. Đây là Đinh Văn Phương. Sân toàn càng ở vị trí số 4. 1-0. Chia sẻ cho những anh em mới vào xem live thì chúng ta đang xem trận bạc trận chung kết cuộc đối đầu giữa Danh Khâu Vàng áo vàng cặp tem với Danh áo đỏ. Tải có hai chàng thay đổi đang hòa nhau 1-1. Điểm của trận ba đang là 1-0. Và đội bóng tốt của Quảng Trọng Nghĩa số được sàn bằng là 1-1. 1-1 cho Danh Khâu Vàng. Và tấn công tốt của Đinh Văn Phương. Không thể phòng thủ trong pha bóng vừa rồi, tỷ số được nâng lên là 2-1. Vậy là 2-2, cầu thủ Danh Khâu Vàng. Và đội bóng tốt của cầu thủ trẻ Mỹ Anh, tỷ số được nâng lên là 3-2. 3-2 cho Mỹ Anh. Ok, bình thường thì mẹ trẻ trao luôn, quay luôn trao giải. Nếu như ban tổ chức không mở nhạc mọi người ạ, điều kiện cần là ban tổ chức không mở nhạc. Đây là đối chuyền Đinh Văn Phương đang thi đấu cho câu bộ Hà Tĩnh. Đó là ban thua 3-1. Bóng chạm vào người trung tâm của đội tuyển sinh nhật và chào đón chào một ngàn không trăm hai mươi ba anh em khán xem. Anh em ơi, tổng thống ta là miễn phí, anh em nhả, nó luôn là miễn phí. Bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân. Với nòng cốt là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Tĩnh. Video này. Và như vậy là điểm đó là 4-3. Mỹ Anh là vượt lên rồi. Trận bóng tốt của cầu thủ Mỹ Anh, 5-3 rồi đến từ Hà Tĩnh. Mỹ đã chia sẻ tinh thần là một điều vô cùng quan trọng trong bóng chuyền, đặc biệt là trong thể thao. Thì phát triển thì điều gì cũng có thể xảy ra. Rất hay. Bóng chắn tốt của đội trẻ Mỹ Anh, tuy nhiên trọng tài định đã có lỗi chạm lưới với phía cầu thủ đến từ Hà Tĩnh. Số đường dân bán còn 4-5. Không được, tuy nhiên. Số được san bằng là 5-5. Ra tại Thanh Hóa mà hình như chỉ có mỗi Đinh Văn Phương là vận động viên đến từ Thanh Hóa thôi mọi người ạ. Không được, và đội bóng của Đinh Văn Phương chưa qua hàng chắn rất cao bên phía Danh Khâu Vàng. Và triển khai không dừng lời bóng nào cho Đinh Văn Phương. 7-5 rồi. Tiếp tục là pha bóng tốt của Bùi Văn Cường. Tỷ số lúc này là 7-5. Nghiêng về đội áo vàng. Rất tuyệt vời, pha bóng rất hay của Sơn Hải bên phía đội bóng Mỹ Anh. Nguy hiểm.
từ Thanh Thuận lên nóng vừa giữa cát. Rất hay, đó là cảnh của Di Tuyến. Rất hay, cầu thủ tốt của Liverpool bên phía cầu thủ Mỹ Anh. Vậy đã có tình huống chạm lưới bên phía cầu thủ đến từ Hà Tĩnh. Đây hàng 3 thì đội chủ nhà của Phát này nhanh thắng lời nha. Bỏ về bài để nhận mức tiền thưởng là 10 triệu. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, cầu thủ dài sao vàng đã có pha phòng thủ chưa tốt. Ok nha, cảm ơn Thanh Trung. Tám chín dành cho đội tuyển của đội chạy dài Mỹ Anh. Ngoài sân và điểm số được nâng lên là 18 cầu thủ dây sao vàng. Tạm thời quả bóng này là Quản Trọng Nghĩa. 17. Hai trận đầu thì chia đều cho mỗi đội. Mỗi đội thắng một set. Một tốt. Điểm là thầy giáo anh. 13-9. Và kể cả dù cho nó vẫn ra ngoài thì các thầy giáo bên phía của Mỹ Anh cũng đã để tay chạm vào lưới rồi. 13-9 là cho các thầy giáo bên phía của. Đúng rồi, giày sao vàng là của em Chương Trì cho con. Chỉ nói là em Chương Trì thì đấy. Kết quả rất nhanh của thầy giáo anh lên phía rồi sao vàng. Câu trả lời của Đinh Văn Phương và bóng rất uy lực ở vị trí số 2. 14. Phương Đình Đạt vẫn thiếu đi một người chia lửa cùng em ở trận đấu này. Và bóng là điểm trực tiếp của Đinh Văn Phương. 11-14. Tuyệt vời của Đinh Văn Phương.
giống như này đi. Bốn một bốn, bốn cường. Lại là Bùi Văn Cường vào về cái kèo đá. Quả bóng tốt của Bùi Văn Cường. Chạy sau vào. 15-11. Số lúc này là 15-11. Đến từ Hà Tĩnh. Rất tinh quái của thiên hài bên phía cầu thủ giày sao vàng. Đinh Văn Duy tưởng như là một pha đánh trông, không, và bỏ nhỏ. 16-12. Anh có hỏi cho em hơn là rất hoài được và bán rất mạnh của Đinh Văn Phượng. Điểm cho Trần Sông vào. Với chúng tôi trở lại Đinh Văn Duy trước khi anh vào với lại vấn đề này thì anh đến từ số 4 này. Con em ơi. Uy lực của Sơn Hải. Như vậy điểm số lúc này là 14-17. Anh lấy số điện thoại. 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 Anh lấy số điện Quản Trọng Nghĩa. Không còn gì ghi điểm của Quản Trọng Nghĩa. Vâng, đến thời điểm bây giờ thì đầu là tôi thấy Đinh Văn Duy đã bắt đầu có những trận chuyển ảo trợ hơn. 19-14 trận chuyển phía của các trận đang vào. Với một tốt của Đinh Văn Duy. Vẫn còn, tiếp tục là Đinh Văn Phượng. Quản Trọng Nghĩa. Chết rồi. Chơi để quá rồi. Đây sao bạn? Và bóng bao nhiêu số của bạn là thế? Chơi rồi. Chuyển cho vào trong thế. Rồi thì Đinh Văn Phượng đã đột phá được bóng chiến lược của Quản Trọng Nghĩa. Đinh Văn Phượng. Chúng nhỏ bây giờ là thầy giáo rồi mọi người ạ. Dạ, không có thời gian để đi giải quá đâu. Tiếp tục là ba trận bóng tốt của Quản Trọng Nghĩa. Vị trí bên này. Đây mà anh đang họ đá chán rồi thì mày mới đánh. Anh mới bắt đầu đến rồi. Đá chán rồi thì phải mình. Anh nhiên à? Đấy, ngay lập tức thì anh em đã like ngay các em rồi. Chắc là được 55 rồi, anh em quay lại với cả đám bạn. Không được, vừa rồi pha bóng chưa qua lưới của Đinh Văn Duy. Điểm cho Mỹ Anh. Ngoài sân. Rồi.
Lại nó đi. Lại nó đi. Bóng thủ đứng lên. Chưa qua được tài chắn của quan Trọng Nghĩa. 22-16. Vẫn không được. Rồi thì bóng đã chạm tay cầu thủ Dây Sao Vàng khi kỳ ra ngoài sân. Khán giả đông hơn. Trong sân. Như vậy là điểm số khép lại và phần thắng đã thuộc về cầu thủ Dây Sao Vàng ở trong trận đấu thứ 3 này. Đội sẽ đổi sân và tiếp tục thi đấu trận đấu tiếp theo. Như vậy là chúng mày cứu tuyệt đối ở tuyệt vời đúng rồi. Mời các bạn tiếp tục quay trở lại với trận đấu thứ 4 tại sân vận động Phú Cát Vân Du, Lý Nguyên Phương. Vân Còn 30 cầu thủ Dây Sao Vàng, áo vàng và Tam Vĩ Anh. Trải qua 3 trận đấu thì áo vàng đã nhận áo đỏ với tỷ số là 2-1. Đây là trận đấu 3 đêm của cả hai đội. Điểm số của trận đấu lúc này đang là 2-1 nghiêng về cầu thủ áo vàng. Cầu thủ Dây Sao Vàng với các cầu thủ Bùi Văn Cường, Quảng Trọng Nghĩa, thứ hai Đinh Văn Duy cùng Duy Tuyến. Ở phía bên cái lưới là cầu thủ Mỹ Anh Hà Tĩnh với sự có mặt của đội tuyển Đinh Văn Phương, cầu thủ trẻ đến từ Hà Tĩnh. Không được, nỗ lực cầu thủ chưa thành công của Đinh Văn Phương. Không có gì khó khăn trong pha ghi điểm vừa rồi của thầy giáo Ánh. Và bóng ăn điểm trực tiếp của Quảng Trọng Nghĩa. Phải lên. Quá năm hai cho cầu thủ Dây Sao Vàng. Ở trong những tình huống tập bóng của Dây Sao Vàng đang tạo ra sự cố gắng đối với phía của
vẫn còn và phòng thủ tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Tuy nhiên sau đó thì thầy Đoàn Anh đã có pha đưa bóng chưa qua lưới. Ra tay và đội bóng của Duy Tiến. Trên màn hình của chúng ta lúc này là Bùi Văn Cương. Câu trả lời của cầu thủ Mỹ Anh Hà Tĩnh. Đinh Văn Phương. Bóng một tốt của Quản Trọng Nghĩa. Tiếp tục pha này tốt của Di Tuyến. Rất uy lực của Đinh Văn Cường. Chỉ có mấy con. Đinh Văn Phương. Rất tay của Đinh Văn Phương. Sau những pha bóng mạnh mẽ thì vừa rồi Đinh Văn Phương đã có pha xử lý rất mềm mại. Tỷ số sẽ đang là 3-1 cho ông à. Tỷ số sẽ 4 đang là 6-8. Thời điểm mất thuộc về dài sau à. Rất đẹp mắt và bóng uy lực của chủ công Quản Trọng Nghĩa. Khẳng định xử lý tốt của chuyền hai bên phía Mỹ Anh. Số đường dẫn bắn còn 79 những cầu thủ đến từ Hà Tĩnh. Vâng, xin lỗi mọi người, tỷ số là 2-1 cho áo vàng. Chúng ta đang theo dõi trận thứ tư. Hôm nay nếu như áo vàng được tranh thắng lợi thì họ sẽ đăng quang. Tỷ số chung cuộc là 3-1 để nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Và đánh bóng chạm lưới nữa. Như vậy là tỷ số đường dẫn bắn còn 8-9 những cầu thủ Mỹ Anh. Không được. Chưa qua được cái chắn của Quản Trọng Nghĩa. Đó là một cái gì đó quá là khác biệt so với phần còn lại của liên giải đấu này. Có thể thấy rằng giá trị của thứ hai sau giải đấu này nó sẽ đẩy lên một tầm cao khác.
lại là Bùi Văn Cường. Và bóng tốt của Bùi Văn Cường. Cái đường nào để có thể giả được kinh quái và kiểu cặp tay chiều phản nghĩa và Bùi Cường đó. Một pha thất bại của Bùi Văn Cường ở vị trí này. Và cú sút này. Điểm trực tiếp của Toàn Trọng Nghĩa. Anh đã chấp nhận bởi vị trí về nhì ở giải đấu này rồi, hay sao? Đã phải thôi. 13-9 rồi. Bóng chạm tay rồi. Cảm ơn Kakashi nhá. Cảm ơn Kakashi ở nước ngoài lúc chân cứng đã mềm. Gặp nhiều may mắn em nhá. Thêm một điểm nữa cho Mỹ Anh. Điểm cho giày sao vàng. Điểm số dành cho các trận đấu phía của Giang Sơn Vàng. 15-10 rồi, phải là 5 điểm ở trận đấu quyết định. Nếu như mà ông Bạc thắng. Quyết mở đến tầm chiến tầm này. Làm tay không cần phục vụ gì lắm. 11-15. Quá đáng tiếc trong đấu vừa rồi. 11-15 dành cho bên phía của Giang Sơn. Cái chào hắn hai tên nè, giải ở Hồ Cát Vân Chu, Thạch Thành, Thanh Hóa. Chuyên kỷ niệm ngày Việt Kiều về nước, thêm một điểm khấu nữa, 16-11 cho Tây Phong Hà. Việt đi cầu trước, bạn ơi. Dưới bàn cho con thổi rồi. Ở phần sân bên kia có vẻ Bùi Cường phản hay hơn. Phương nào và Duy nào? Đinh Văn Phương với là Đinh Văn Duy á, không phải nhá. Đinh Văn Phương. Đinh Văn Phương. Bóng thủ tiếp tay của Tây An. Đây sẽ là cơ hội lớn. Chuyển đổi lại là cú bắn chắn chạm lưới của đội tuyển Anh này. Thêm một pha bắn chắn chạm lưới nữa. Có vẻ thật sự là thanh sản. 17-13. Một giải đấu mà Thanh Sang thi đấu hay như mà những gì chúng ta được thấy Thanh Sang ở những giải đấu trước đó. Trong khi đó là một sự khai thác tuyệt vời của Đinh Văn Phương và Sơn Hải. Hay Trần Duy Tuyến, chàng thủ công này cũng rất có thể sẽ được gọi lên tuyển vào cuối năm nay. Với Đinh Văn Duy hay là Ngọc Xuân và phát hiểm của câu lạc bộ biên phòng. Năm nay thì vé lên tuyển hứa hẹn sẽ có rất nhiều gương mặt mới cho mà xem. Chắc người tôi cố gắng lên 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 chắc người tôi cố gắng lên
Rồi.